Nhảy sạp là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của đồng bào Thái. Mỗi lần đến với Bản Văn, du khách được tham gia nhảy sạp và trải nghiệm không khí sôi nổi, náo nhiệt cùng với những trò chơi dân gian độc đáo của bà con dân tộc nơi đây. Và cách tiếp khách các thứ rất niềm nở, tôi rất mừng. Ở đây nó vẫn còn nguyên sơ, nó giống như một cô gái vừa mới thức dậy về du lịch. Đây nó có cái hay của riêng của nó. Và việc phát triển du lịch cộng đồng đã đem lại cơ hội phát triển nghề truyền thống ở Bản Văn. Đặc biệt, nhờ phát triển du lịch cộng đồng mà Bản Văn đã khôi phục lại được nghề dệt thổ cẩm. Mình làm ra sản phẩm này thì chủ yếu là bán. Bây giờ khách du lịch đến thì chỉ có bán, với lại mình trưng bày được nó sẽ đẹp cho làng xóm và gia đình mình hơn. Huyện Mai Châu là địa phương đầu tiên phát triển du lịch cộng đồng từ những năm 90 và đến nay huyện đã có 7 điểm hoạt động và phát triển du lịch cộng đồng điển hình, trong đó có Bản Văn. Hiện nay, huyện đã xây dựng quy hoạch các điểm du lịch cộng đồng, đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa bản địa, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn người dân bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Hòa Bình. Đối với các dân tộc huyện Mai Châu và dân tộc Thái thì đều được giữ gìn cái bản sắc và mang đậm cái bản sắc dân tộc, văn hóa dân tộc của các dân tộc của dân tộc mình. Đấy, thế thì cùng với sự tức là giữ gìn bản sắc văn hóa thì huyện Mai Châu thì hiện nay thì đang phát triển cái du lịch cộng đồng gắn với xây dựng thôn mới và phấn đấu đến năm 2020 thì sẽ trở thành cái điểm du lịch quốc gia. Muốn du lịch cộng đồng phát triển, cần giữ nguyên gốc, nguyên sơ và chân thực những nét văn hóa bản địa. Đây cũng là một trong những bí quyết đưa đến thành công cho những người dân và những người làm du lịch tại Bản Văn.